Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ cập nhật cho các chị những cái sản phẩm mới vừa về và những cái sản phẩm mà đã làm Marukuri, làm đẹp xong đang có tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Anh chị nào có nhu cầu sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để sử dụng những sản phẩm này nha. Huy xin mời các chị cùng với Huy xem chi tiết về sản phẩm ạ. Và đây là một sản phẩm mới vừa về tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Toyota Innova số sàn được sản xuất vào năm 2015. Xe này biển số Đồng Nai, biển số khá đẹp, 783-79. Anh chị nào có hộ khẩu ở Đồng Nai thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu. Sẽ giữ được biển số này nha anh chị. Huy xin lỗi. Ok, rồi, động cơ. Động cơ còn rất là đẹp, mọi thứ thì còn nguyên bản. Xe này chủ xe mua xe tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy và bảo dưỡng rất là đầy đủ, cứ mỗi năm những cái số là chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng. Và hiện tại sản phẩm này đang được mới đi được là 148.000 cây số, 2015 148.000 cây số. Odo chuẩn, lịch sử bảo trì bảo dưỡng đầy đủ rõ ràng và rất là chuẩn luôn anh chị. Đó, chuẩn luôn anh chị, nhìn mặt đồng hồ tắc lô anh chị sẽ biết. Sản phẩm này hiện tại bên Huy mới lấy về và giá thì lên quanh đâu đó 380 triệu, 2015, xe gia đình sử dụng kỹ, anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Corolla Tích 2015 các anh chị, sản phẩm này biển số thành phố mới vừa về và đợi làm Marukuri. Thì xe này đi được 60.000 số với dung tích động cơ là 1.8 và đây là bảng G, bảng 1.8G nha anh chị, màu bạc. Xe này thì anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi các anh chị, mọi thứ còn khá là ok. 515 triệu với một chiếc xe phân khúc hạng C thì Huy nghĩ anh chị chỉ bỏ ra một số tiền 515 triệu thì mình có thể sở hữu được cái chiếc xe phân khúc hạng C này rồi. Sản phẩm còn khá là đẹp anh chị ha. Anh chị nào có nhu cầu thì đến Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy để xem chi tiết về sản phẩm nha các anh chị. Ghế nội thất màu kem. Fortuner máy xăng một cầu các anh chị, biển số thành phố màu bạc. Xe này thì được sản xuất vào cuối năm 2018 và đăng ký vào đầu năm 2019, đi được 25.000 cây số, chỉ 25.000 cây số thôi nha các chị. Sản phẩm này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 930 triệu. Một sản phẩm sử dụng cho gia đình 7 chỗ, rất là nhiều những tính năng như là hệ thống ổn định điện thân xe, rồi hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rồi 7 túi khí, có chế độ cruise control, lại chỉ số trên vô lăng, audio chuẩn cho anh chị đây, 25.000 cây số. Hộp số tự động 6 cấp, có chế độ Eco Power đầy đủ, ghế chỉnh điện 6 hướng, khá là ok cho anh chị. Chỉ có 930 triệu thôi các anh chị ha. Đây là chiếc xe Fortuner máy xăng, sản xuất vào cuối năm 2019 và đăng ký vào đầu năm 2020 các anh chị. Biển số thành phố 51H72186. Xe này thì mới về và hiện tại bên Huy đang làm đẹp, làm bảo dưỡng xe. Đây, động cơ anh chị coi sơ qua một cái nha. Xe rất là đẹp. Thì sản phẩm này mới đi được có 20.000 cây số thôi các anh chị. Chỉ 20.000 cây số thôi nha. Biển số thành phố rất là đẹp. Này, vỏ bọc nha anh chị. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 999 triệu. Một chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Chất lượng xe thì khá là ok, có lại chuyển số trên vô lăng, rồi cruise control, ga tự động các anh chị. Những vị trí này chủ xe còn giữ luôn. Ghế da theo xe, bọc trần, mọi thứ còn rất là đẹp. Chỉ có giá 990 triệu và còn bất lọc cho các anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ nha.
Đây là chiếc xe Fortuner máy dầu 2020 nha các anh chị, sản xuất vào năm 2020. Mới đi được có 30.000 cây số, biển số thành phố luôn. Máy dầu số tự động ha, là một trong những cái sản phẩm mà được khách hàng ưa chuộng và chọn lựa rất là nhiều. Xe màu bạc nha các anh chị, màu bạc. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy mới vừa về và đang đợi làm đẹp, làm manicure. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ. Giá của sản phẩm hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 990 triệu. 990 triệu và giá này còn bất lọc cho các anh chị nha. Một chiếc xe Fortuner máy dầu số tự động. Đó. Mọi thứ còn rất là đẹp các anh chị. Off border kit trước sau, rồi ốp chắn cửa, rồi che mưa. Cái này che mưa chưa có, anh chị nào có nhu cầu thì mình lắp thêm. Rồi ghế da bọc trần lót sàn. Mọi thứ đầy đủ hết các anh chị nha. Rồi, sản phẩm với giá 990 triệu, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Toyota Innova Venturer 2019 màu trắng ngọc trai, biển số thành phố. Xe số tự động gia đình sử dụng. Xe này thì đi được 58.000 cây số. 2019 full option nha các anh chị. Venturer 2019 rất là nhiều những option. Xe này thì hiện tại bên Huy mới vừa lái về và đang đợi làm manicure. Với mức giá chỉ có 701 thôi anh chị nha. 701 để sở hữu một chiếc xe Venturer Innova màu trắng. Giá hiện tại đang rất là hợp lý. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Cái đèn này bên Huy đang cho đi bảo hành. Ok, màu trắng ngọc trai rất là đẹp anh chị nha. Fortuner máy xăng các anh chị, gia đình sử dụng rất là kỹ, biển số thành phố. Xe này mới đi được có 47.000 cây số thôi. 2017 máy xăng một cầu. Xe có những cái tính năng an toàn rất là đầy đủ luôn. Và chiếc xe này thì nước sơn cũng như là ngoại thất còn rất là đẹp luôn. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy mới vừa lái về với một mức giá chỉ có 805 triệu thôi nha các anh chị. 850 triệu anh chị ha. 850 triệu, ghế chỉnh điện, rồi công tắc lên xuống là auto ở tất cả các cửa. Xe này trang bị rất là nhiều cái option, lót sàn, dán phim, camera 360 độ, có đầy đủ. 850 triệu, gia đình sử dụng, anh chị nào đang có nhu cầu tìm xe để sử dụng cho gia đình thì đây là sản phẩm Huy đánh giá khá là cao. Bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ. Fortuner máy dầu các bạn, được sản xuất vào năm 2020, chủ xe mua tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy, màu bạc. Thì sản phẩm này mới về tại công ty bên Huy. Số tự động nha các anh chị, số tự động. Xe đi được 30.000 cây số, biển số thành phố. Phụ kiện thì Huy thấy là đầy đủ rồi. Anh chị nào mà mua chiếc xe này về mình chỉ việc sử dụng thôi. Với một mức giá là 990 triệu. Mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều so với việc mình sở hữu một chiếc xe mới nha các anh chị. Và form này, kiểu dáng này thì được khách hàng lại nhiều khách hàng thích. Anh chị nào thích cái form này, kiểu dáng này thì liên hệ. Và giá cả là 990 triệu. Đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn, được sản xuất vào năm 2020 các bạn. 2020 thì xe này chủ xe mua xe tại Toyota Hùng Vương vào tháng 3 năm 2020, màu đồng ánh kim. Thì xe này biển số thành phố, anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được chi phí 20 triệu phần phí biển số nha. Đi được khoảng 60.000 cây số. Chủ xe quận 6. Thì hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá chỉ có 635 triệu thôi nha các bạn. Xe được trang bị khá là đầy đủ về phần DVD, camera da, rồi ghế đã được bọc da rồi, dán phim, che mưa. Xe thì bên Huy đang đợi làm manicure, đang đợi làm đẹp. 635 triệu nha các bạn nha. 635 triệu.
Toyota Innova số tự động. Xe này thì được sản xuất vào năm 2015. Tháng 3 năm 2015 thì chủ xe mua tại Toyota An Thành. Và xe này thì lịch sử bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ. Chủ xe là công ty và bảo dưỡng khá là đều ở Toyota An Sương, Toyota An Thành và Toyota Hiroshima Tân Cảng Bình Thuy. Lịch sử rất là đầy đủ và đều luôn. Xe này thì có một số chỗ trầy xước, nói chung là trầy xước cũng quanh quanh thì Bình Thuy sẽ tiến hành làm đẹp lại. Xe số tự động, số tự động nha các bạn nha, phù hợp cho các anh chị nào đang cần mua về để sử dụng cho gia đình. Odo chuẩn của xe là 122.000 cây số. Lịch sử đầy đủ rõ ràng, biển số thành phố. Với mức giá là 485 triệu. Xe này công ty đứng tên, khách hàng là ở quận 1. Bên Huy về sẽ tiến hành làm đẹp lại sản phẩm. Anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Còn lịch sử bảo trì cũng như là chất lượng của xe thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ. Anh chị hoàn toàn yên tâm. 485 triệu, xe số tự động, 8 chỗ, rộng rãi, phù hợp cho gia đình sử dụng nha anh chị. Innova số sàn màu trắng biển thành phố 2019, trang bị 7 túi khí. Những cái tính năng như ổn định điện thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, mọi thứ đầy đủ. Và sản phẩm này thì bên Huy đang chào bán với giá chỉ có 570 triệu thôi nha anh chị. 2019, full option, 570 triệu, biển thành phố, khá là hợp lý. Bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm. Anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ cái vấn đề gì cả. Màu trắng, rất là đẹp, 570 triệu. Đây là chiếc xe Fortuner máy dầu được sản xuất vào năm 2019. 2019 nha anh chị. Xe này màu đồng ánh kim, biển số thành phố. Anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số nha. Màu đồng ánh kim rất là đẹp luôn anh chị. Đây thì xe này đi mới được có 19.000 cây số thôi. 19.000 cây số thôi, 2019. Trang bị những cái viền che mưa, chén cửa, camera da, rồi DVD, ghế da, lót sàn, đầy đủ nha anh chị. Sản phẩm này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 905 triệu. Xe này thì bên Huy lắp cửa lại rồi, thì Huy quay cho anh chị nắm về cái giá của sản phẩm nha. 905 triệu với một cái phiên bản Fortuner máy dầu màu đồng ánh kim, biển số thành phố, cực kỳ đẹp luôn, mới có 19.000 cây số thôi anh chị. Đó, biển số thành phố. Tiếp theo đây là chiếc xe Fortuner máy dầu phiên bản 2.8, số tự động 2 cầu. Thì đây là phiên bản cao cấp của dòng Fortuner. Xe này thì chủ xe mới vừa đăng ký xong xuôi thì gia đình có việc cho nên là mới bán lại cho bên Huy. 1.380 triệu, một mẫu phiên bản cao 2.8, 2 cầu, số tự động, máy dầu. Xe này mới đăng ký xong cho nên là cây số của nó là 100 cây số. Tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Vigo 2019, đi được 25.000 cây số. Và sản phẩm này thì bên Huy đang chào bán với giá là 340 triệu nha các anh chị. Số tự động, biển số Bình Dương, biển số tỉnh. Màu trắng rất là đẹp, chỉ có 340 triệu thôi các anh chị. Và đây là chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5W. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2017, tháng 6 2017 các anh chị. Xe này trang bị cũng rất là nhiều option. Do đây là bản 2.5W, bản cao cấp. Những cái túi khí được trang bị 7 túi khí, rồi có hệ thống nhớ, ghế chỉnh điện. Tất cả các ghế đều chỉnh điện luôn anh chị. Rồi vô lăng chỉnh điện. Có sạc không dây luôn anh chị. Màu đen, nội thất bên trong là màu đen nha. DVD, camera da đầy đủ. Sản phẩm này hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 870 triệu. Phiên bản 2.5W, số tự động, đi được 65.000 cây số. Và đây là chiếc xe Toyota Yaris. Sản phẩm này thì được sản xuất vào năm 2019 các anh chị. Cực kỳ lướt luôn, mới đi được 17.000 cây số. Biển số thành phố luôn nha.
Xe kia cũng biển số thành phố nha anh chị, Camry á. Đây biển số thành phố. Đó, anh chị nào hộ khẩu thành phố sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Với giá bán là 590 triệu anh chị ha. 590 triệu mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Bên cạnh đây là chiếc xe Toyota Camry 2014. Thì xe này bên Huy có khách đặt rồi các anh chị ha. Có khách đặt rồi. Camry 2.5Q phiên bản 2017. Đây là bản 2017 2.5Q. Thì sản phẩm này đi được 62.000 cây số thì cũng đã có khách đặt rồi anh chị ha. Toyota Vios 2020 cũng có khách đặt luôn rồi. Và tiếp theo đây là Mazda 2. Mazda 2 thì sản phẩm này Mazda 2 hiện tại chạy được 19.000 cây số 2018 và bên Huy đang chào bán với giá là 465 triệu và sản phẩm này cũng đang giảm giá rất là tốt. Ok rồi, đây Camry 2.5Q 2015 thì sản phẩm này bên Huy cũng đã có khách đặt rồi anh chị ha. Màu bạc, màu nâu vàng, nâu vàng. Toyota Innova phiên bản V, xe này thì biển số thành phố, được sản xuất vào năm 2018, số tự động, bản V là bản cao cấp nhất của dòng Innova. Xe này đi được 73.000 cây số tự động nha các anh chị, bản V, bản cao cấp. Ghế chỉnh điện, da theo xe, có DVD, camera da, mọi thứ. Đó, vô lăng bọc da, ốp gỗ. Xe thì 7 túi khí rồi, còn những hệ thống an toàn thì hầu như có đủ. Hỗ trợ khởi hành, ngăn dốc, ổn định điện thân xe, mọi thứ ok hết. 755 triệu nha các anh chị. Với một mẫu xe bản V 2.0V đó các chị. Tiếp theo là chiếc xe Toyota Innova số sàn 2018 màu đồng ánh kim. Xe này đi được 88.000 cây số nha. Xe này thì option nó cũng khá là đầy đủ. Đi ghế da, dán phim, lót sàn, bọc trần. Lịch sử thì anh chị yên tâm nha, bên Huy thì cam kết lịch sử cây số rồi cho anh chị. Và sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 580 triệu. Nhưng mà sản phẩm này bên Huy đang giảm giá tới mấy chục triệu lận. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Bên cạnh đây là chiếc xe Toyota Innova Venturer. Sản phẩm này được sản xuất vào năm 2018 và đăng ký vào năm 2019, biển số Long An. Xe này thì số tự động anh chị. Đó, đi được 57.000 cây số. Đó, rất là đẹp, màu đen. Với sản phẩm này hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 695 triệu. Đó, 8 chỗ rộng rãi, thoải mái, gia đình mình sử dụng, đi lại rất là tiện lợi. Bảo dưỡng lịch sử đầy đủ rõ ràng nha anh chị. Bên cạnh đây là chiếc xe Toyota Innova số tự động. Xe này thì được sản xuất vào năm 2016, mẫu mới. Xe thì đi được 136.000 cây số. Động cơ mới, hộp số mới, biển số thành phố. Và hiện tại thì bên Huy đang chào bán sản phẩm này với giá là 580 triệu anh chị nha. 580 triệu. Tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn, biển số Bình Dương. Xe này cực kỳ chất lượng luôn. Mới đi được có 60.000 cây số anh chị ạ. 60.000 cây số. Màu đồng ánh kim. Xe này thì hiện tại thì bên Huy cũng đang giảm giá rất là tốt cho sản phẩm này. Xe này nội thất còn rất là đẹp luôn, bọc trần 3D, nội thất rất là đẹp. Và với mức giá đang giảm rất là mạnh, 580 triệu nhưng mà bên Huy đang giảm cho sản phẩm này tới mấy chục triệu lận. Anh chị có nhu cầu thì đến xem xe rồi Huy sẽ xin cho anh chị một cái giá tốt nhất nha. Đang giảm khá là tốt. Xe này đẹp. Ok rồi, tiếp theo đây là chiếc xe Rut 2018 các anh chị, 570 triệu. Nhưng mà giảm giá cũng đang rất là tốt. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn anh chị. Rút 7 chỗ, gầm cao, số tổng dung tích động cơ 1.5 lít. Cũ xe đã bọc da hết rồi. Mình chỉ cần việc lái xe về và sử dụng thôi anh chị nha.
đi được 48.000 cây số ạ. Toyota Rush. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Những cái sản bên Huy thì về liên tục. Anh chị nào mà đang kiếm cho mình một sản phẩm mà chưa có thì anh chị nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới ở bên phải màn hình á, để khi mà có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho anh chị. Mình cảm thấy sản phẩm hợp lý thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Rồi, Huy xin chào.